This is các bạn. Con tuần lộc tiếng Anh là gì? Con tuần lộc là reindeer. Reindeer. Again, reindeer. Vậy Miss Thủy, người tuyết tiếng Anh là gì vậy? À, người tuyết. Vậy người tuyết là snowman. Snowman. Rồi Phượng đọc lại coi nào. Snowman. That's right, snowman. Các bạn nhớ ứng dụng mấy từ này nha.